Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Mở đầu chương trình là bài Tình Xa Gửi Ánh Trăng Gần, soạn giả Xuân Mật viết lời theo điệu chức cầm hồi văn, nghệ sĩ Tú Văn Chương và Tốp Nam thể hiện. Biển đêm lấp lánh trăng soi, long lanh mây nước bồi hồi bước chân. Tình xa gửi ánh trăng gần, nhờ câu chức cầm hồi văn trao lời. Vầng trăng biết xanh ngời trên sóng, giữa mây trời tay súng không rời, ánh thép ngời trăng soi, gió lướt đi mây trôi, con sóng trao lời, thương nhớ gọi thầm trên môi, ơi, vành trăng như mắt đi ai cười. Sáng bên trời vành trăng như mắt đi ai cười, chữ dịu đi dàng tha thiết đi bồi hồi nhớ mong đi nặng nghĩa tình đi non đi sông đi nước biếng đi trăng đi trong đi lòng hẹn đồng nỗi nhớ thương ân tình thêm vẫn thương mưa nắng phong sương đào thép kiên gương đẹp dáng hình quê hương ơi xanh hát với trăng vàng cúc hát đi tâm tình biển xanh hát với trăng vàng chữ đồng đi xanh gọi sói rộn ràng sóng lúa đưa trăng đi cúc ca trèo là bài Điệu Chèo Ai Hát do soạn giả Hồ Sĩ Xoan soạn lời theo điệu ngâm sổng và chinh phụ, nghệ sĩ Thùy Linh trình bày. Chưa tỏ
xuyên qua người
là bài Tiếng hát vùng chè do soạn giả Văn Bang soạn lời theo điệu luyện năm cung, nghệ sĩ Hạnh Ngân thể hiện. Trời biếc xanh tươi búp chè, từ đất đi quê mình người trong nắng xanh tươi mầm sống sinh rồi nương chè gió lộng trăng là bài Em về thăm lại trường xưa, soạn giả Đinh Xuân Hội soạn lời, nghệ sĩ Tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày. Xa cách bao năm, nay tôi trở về thăm trường cũ, nhớ tuổi học trò trong trắng thơ mây. Ngỡ ngày nào mình mới chia tay, trang lưu bút đọng bao niềm ước.
dạy chuyện đi thu trí thức. Em vì khắc lời thầy khuyên dặn đi, cố gắng luôn rèn vững đi bước vào đời. Quý thính giả nghe tiếp bài Tự hào khúc hát tình ca, soạn giả Tiến Bể soạn lời theo điệu Đường Trường tiếng đàn, nghệ sĩ Tú Hồng Ngát trình bày. Mm-hmm.
đường đi tới. 9 năm kháng chiến vang rồi năm châu, chung một nhịp mi cầu tình quân dân ta hát vang bài ca. Hãy chung một nhịp mi cầu năm xưa cùng chiến đấu, nay lại cùng giữ xây điện biên đổi mới từng ngày. Kết thúc chương trình là bài Hát với Trường Sa do soạn giả Đỗ Tĩnh soạn lời theo điệu Sử Bằng, nghệ sĩ ưu tú Đoàn Liên thể hiện. Cả nước hướng về anh người chiến sĩ đang ngày đêm thao thức với Trường Sa. Tổ quốc bên anh, hải đảo là nhà, điệu chèo quê có Trường Sa nồng thân. Anh đứng đó mũ ngời sao sáng, giữa trùng dương nước bạc với mây xanh giữa phòng bà. Bao táp quanh mình
quốc tung bay. Trong cây tùng đứng hay là anh đứng đó mặt người xa nòng pháo vươn xa xua bóng mây đen đuổi cả giữ rình mòi anh chỉ muốn trời yên biển lặng từng chịu muôn vàn thử thách thiếu tình thương nước ngọt rau xanh thiếu màu đen mái tóc dài buông màu non trắng trên đồng xanh mượt lúa anh say sưa bên bờ công sự mặt dọi nhìn Nam Bắc Tây Đông lòng anh ngắm những đàn chim bay theo bóng con thuyền khoang nặng cá gửi tới anh điệu chèo quê mẹ luôn ấm mi bóng hàng tre tin yêu anh son sắt một câu thề trường xa đó bên nhau hòa sóng gió chúng ta vừa nghe chương trình Hát Chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt. Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này chúng ta cùng nghe một số tiết mục Hát Chèo. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả lắng nghe những lời nhắn nhủ đầy yêu thương của người mẹ nơi hậu phương dành cho người con đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển trời quê hương. Mẹ mong anh luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Nơi quê nhà luôn có mẹ và người con gái thủy chung một lòng đợi anh về. Thank you.
Vừa rồi là bài hát mang tựa đề Gửi con khúc hát quê hương do soạn giả Xuân Hội soạn lời theo điệu Đào Liễu, nghệ sĩ Tú Minh Phương thể hiện. Sau đây là bài Vầng Trăng Ước Hẹn do soạn giả Xuân Mật soạn lời theo điệu Chinh Phụ, nghệ sĩ Thủy Linh trình bày. Thank you.
trình là bài hát chèo Tiếng Hát Vùng Chè do soạn giả Văn Bang soạn lời. Bài ca không chỉ đưa ta đến thăm những nương chè xanh mướt của miền Bắc nước ta, mà còn cho chúng ta thấy được một vẻ đẹp trong lao động của những người con gái Đàm. Nhờ có những đôi bàn tay thoăn thoắt hái chè ấy mà họ đã tạo ra hương thơm và vị ngọt đượm. Sau đây chúng ta cùng nghe tiết mục này do nghệ sĩ Hạnh Ngân trình bày theo điệu luyện Nam Cung. Trời biếc xanh tươi búp chè, từ đất đi quê mình người trong nắng xanh tươi mầm sống sinh rồi nương chè gió lộng trăng quý vị và các bạn nghe tiếp bài Tự Hào Với Quê Tôi do soạn giả Đào Thị Thu Hồng soạn lời, nghệ sĩ Minh Nguyệt trình bày theo điệu chức cầm hồi văn.
chắc lưng trời trình. Soạn giả Trương Kham bày tỏ nỗi nhớ con đường Trường Sơn huyền thoại. Nơi đây đã chứng kiến biết bao chiến tích của những anh bộ đội Cụ Hồ đã từng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước để hôm nay đất nước được độc lập tự do. Nghệ sĩ Đăng Kiên sẽ gửi tới chúng ta bài Nhớ mẹ Trường Sơn theo điệu Tò Vò. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trường Sơn hùng vĩ bao la, đã từng trận mạc sông pha đất này. Giờ đây biết mấy đổi thay, tình dân nghĩa đảng dâng đầy niềm tin. Bóng dáng mẹ từ ngàn xưa nhớ thương con về ngày mong tháng đợi ấm áp tình quê trong từng câu nói về với mẹ. Mẹ ơi, một thời sâu lắng buồn vui chắc khó khăn chẳng ngại nuôi lớn nếu đàn con
vai gầy, mẹ bước đi nghĩa tình sau trước. Cuộc đời nhiều cát bụi gió ân tình sâu lắng, mẹ ơi đã bao năm rồi, nay con trở lại vẫn nghe tiếng mẹ ru, tâm tình trong câu hát gió đông vắng ân tình sâu lắm, nén nhan này nhớ ơn mẹ mẹ đi ơi đi đi đi. Sau đây là bài Gửi về nơi thương nhớ do soạn giả Mai Nhân Hòa soạn lời, nghệ sĩ Tú Thúy Mơ trình bày theo điệu Đò Đưa. Dòng sông quê ấy nơi anh, cây đa bên cũ ngọt lành lời ca. Chèo mãi lái dài, khúc hát đi, khúc hát quê cho chèo mà một khúc đẹp tình ta, tình quê chan đi chưa ơi, ơi mà mái chèo cua, mái chèo cua nhịp nhàng đón đi đón xa.
quê mình. Em đêm dòng sông quê lụa ơi mà để khắc hình người thương tiếng hát xuân bay khắp đi nẻo đường. Người rằng ơi ơi người ơi ơi. Quý vị và các bạn thân mến, tình quê rất đỗi mộc mạc, đơn sơ nhưng luôn ấm áp tình người. Dù đi bất cứ nơi đâu, ta cũng luôn dành cho quê hương một góc nhỏ trong tâm hồn để gửi thương, gửi nhớ và để có một niềm tự hào của riêng ta. Kết thúc chương trình, mời quý thính giả lắng nghe bài Thăm lại quê hương do soạn giả Nguyễn Tôn Hùng soạn lời, nghệ sĩ Tú Hồng Ngát trình bày theo điệu Đường Trường Bán Thước. Chương trình Hát Chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.